Các bạn chuyển sang mặt bằng Level 2 Power. Chúng ta sẽ lên tầng 2 phòng cơ điện để kết nối, tạo ra các liên kết logic giữa các cái thiết bị này. Bảng điện H2 này, máy biến áp khô T2 và bảng điện thứ cấp L02. Chọn bảng L02. Upgrade System Power Select Panel. Chọn vào máy biến áp T02 ở ngay bên trái. Cái biểu tượng hình chữ nhật nét đứt xuất hiện này, và cái tia set ở đây có nghĩa là chúng ta đã tạo ra một kết nối logic về phân phối điện giữa bảng điện L02 và cái đầu ra của cái máy biến áp T02. Escape, chọn máy biến áp T02, Grid System, Power, Select Panel, và sau đó chọn vào bảng điện H02. Hình chữ nhật nét đứt và cái tia chớp ở đây có nghĩa là chúng ta đã tạo ra một liên kết logic về phân phối điện giữa bảng điện H02 và máy biến áp khô T02.